Trung Quốc, nhà máy phân bón thải ra lượng lớn khói tím kỳ lạ. Ngay ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán, tại thị trấn Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, có một nhà máy đã cho ra một cục khói cao dày màu tím như thế này. Đây được cho là một vụ rò rỉ khí ga của một nhà máy phân bón khi xử lý khí chất thải. Ban quản lý địa phương sau đó giải thích rằng khói tím là do không đủ áp suất và chất đốt cháy không đủ khi nhà máy phân bón xử lý khí thải, đồng thời nhấn mạnh khói tím đã được giải quyết trong vòng 5 phút sau khi xuất hiện và không có nguy cơ gây hại gì đến con người cùng môi trường. Tuy nhiên, tuyên bố trên không làm giảm bớt đi sự nghi ngờ của dư luận. Một số cư dân mạng đã tìm ra những trường hợp tương tự trong quá khứ và nói rằng trước đây, các nhà máy hóa chất cũng đưa ra tuyên bố tương tự khi khí thải của họ vượt quá tiêu chuẩn. Nhưng cuối cùng người ta đã chứng minh rằng lượng khí thải đó gây hại đối với cơ thể con người và môi trường. Một người khác dùng kiến thức khoa học cho biết, nhân viên từng làm việc trong các nhà máy hóa chất đều biết khí thải sản xuất công nghiệp thông thường phải là không màu hoặc có màu nhạt. Màu đen thường có nghĩa là khí thải vượt tiêu chuẩn, trong khi khói đỏ, khói vàng, khói xanh và màu tím không được coi là độc hại, nhưng nó chắc chắn không tốt cho cơ thể con người khi hít vào. Khí màu tím thường liên quan đến các hợp chất gì? Hít phải hoặc tiếp xúc có thể gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe, bao gồm tổn thương hệ thần kinh, rối loạn chức năng thận, ảnh hưởng đến hệ thống sinh sản, v.v. Công ty Fuji Senko đang thải độc ra môi trường, đề nghị mọi người lên tiếng. Ê, mọi người thấy các cơ quan chức năng về làm việc. Khói đỏ lom luôn, bằng khẻ. Cái này thì có mà ung thư hết người dân mất. Khu nghiệp Phúc Điền. Với mức thải hóa chất quá độc luôn. Thế này mà lẫn vào không khí thì mưa nó xuống thì bà con nhiễm độc hết. Đây là dành cho ai chứ không ăn nước mưa? Không nhiễm nước mưa nhá, mình hít không khí vào mình chết. Hít không khí, làm gì còn không khí mà thả nữa.